Thưa quý vị, trước việc giảm sâu liên tiếp giá xăng dầu trong thời gian qua, Bộ Giao thông Vận tải vừa có công văn yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố giám sát và kê khai giá cước theo quy định, đảm bảo nguyên tắc điều chỉnh giảm giá cước vận tải. Tính chung từ đầu năm 2015 đến nay, giá xăng RON 92 đã 7 lần giảm với mức giảm tổng cộng là 5.588 đồng một lít và 4 lần tăng với mức tăng tổng cộng là 5.040 đồng một lít. Như vậy, giá xăng hiện nay đã rẻ hơn so với giai đoạn đầu năm khoảng 548 đồng một lít. Trên thực tế, nhiên liệu chiếm 35% đến 40% cước phí vận tải, do đó nếu giá xăng dầu giảm thì cước vận tải sẽ giảm tương ứng. Tuy nhiên, dù giá xăng liên tục giảm, nhưng giá hàng hóa, cước vận tải vẫn án binh bất động. Với tình hình như trên, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các sở giao thông vận tải địa phương nhanh chóng kê khai giá cước trên nguyên tắc giảm giá tương ứng với giá xăng dầu trước ngày 30 tháng 9.